Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con gái nhà Phương giúp mẹ soạn đồ, giọng nói kẹo ngọt cân xỉu. Bé Destiny là trái ngọt của nhà Phương và Trường Giang. Cả hai thỉnh thoảng vẫn chia sẻ hình ảnh thiên thần nhỏ trên trang cá nhân, nhưng quyết không để lộ diện mạo. Mặc dù vậy, vẻ ngoài xinh xắn và giọng nói đáng yêu của nhóc Tì nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Trở thành mẹ bỉm sữa bên cạnh hình ảnh bản thân, nhà Phương cũng chăm chỉ chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên tiểu công chúa. Trong đoạn video, bé Destiny đang cùng cô hai soạn đồ giúp mẹ. Nhóc Tì diện chiếc váy trắng, mái tóc tơ buộc nhiều chùm nhỏ xinh xắn như búp bê. Tuổi còn nhỏ nhưng tiểu công chúa rất nhanh nhẹn và biết nghe lời. Nhà Phương chỉ cần hướng dẫn một lần là nhóc Tì ngoan ngoãn làm theo. Đôi bàn tay nhỏ xíu cầm những món đồ xếp gọn gàng đáng yêu không nỡ rời mắt. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân vô cùng tự hào khi thấy sự trưởng thành của con. Bữa nay sai được rồi nha. Bà xã Trường Giang tâm sự thời điểm sau khi sinh xong người yếu hẳn. Đến Nha Trang nhà Phương tưởng nóng nên không mang gì. Chẳng ngờ thời tiết vào mùa mưa rất lạnh. Tiểu công chúa nói ta da bằng chất giọng ngọt kẹo cưng xỉu. Từ khi thiên thần nhỏ ra đời, tổ ấm của Trường Giang nhà Phương càng thêm hạnh phúc. Công việc nghệ thuật và kinh doanh bận rộn, nhưng cả hai vẫn ưu tiên thời gian cho gia đình, tự tay chăm sóc bé Destiny. Trong lúc Trường Giang đi diễn nhiều, thì nhà Phương ở nhà và ngược lại. Thú vị nằm ở chỗ kết nối giữa con với mình. Bây giờ tôi ôm con không ôm vợ, Phương sẽ ghen tị. Chắc sắp tới không vợ nữa. Buổi tối tôi vẫn thức dậy chăm con, nhưng vợ chăm hết rồi. Tôi chỉ canh không để con ngã, nhiều khi tôi canh hơi lố nữa. Trong nhà tôi và Phương không nuông chiều con gì cả, chỉ là để bé không tiếp xúc với đồ công nghệ và để bé tự lập, Trường Giang chia sẻ. Không chỉ với con gái, Trường Giang còn nổi tiếng là người cưng chiều vợ, nam danh hài ăn mặc giản dị nhưng đưa vợ đi mua sắm hàng hiệu thoải mái. Không những vậy, anh còn chủ động đảm nhận công việc kinh doanh để bà xã yên tâm dồn tâm huyết cho đam mê. Trường Giang vẫn thường nấu cơm và đợi nhà Phương về cùng ăn. Thời điểm hai vợ chồng ở xa nhau, nam danh hài vẫn tự tay làm những món ngon gửi sang. Anh còn rất lãng mạn khi viết lời nhắn nhủ yêu thương ngọt ngào đính kèm trong các phần đồ ăn. Hình ảnh đáng yêu của bé Destiny khiến nhiều người xuýt xoa. Trong một vài khoảnh khắc hiếm hoi lộ mặt, nhóc Tì được nhận xét xinh xắn và rất giống mẹ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.